Lời kể của bạn trai trong vụ Tina Dương bị tố lừa 17 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 9, mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo cô gái tên VA sinh năm 95, quê Bắc Giang, lừa đảo nhiều người với những chiêu trò thủ đoạn tinh vi. Khoảng hơn 40 nạn nhân đã sập bẫy với cô gái này. Tổng số tiền những người này bị VA lừa ước tính khoảng 17 tỷ đồng. Chiều 14 tháng 9, anh K chưa hết bất ngờ và không thể tin được rằng mình chính là nạn nhân bị VA lừa. Anh cho biết vào khoảng giữa tháng 7, VA kết bạn Facebook với anh, rồi liên tục bình luận vào những bài viết trên trang cá nhân nhằm tạo sự chú ý. Trước đó, anh và VA chưa từng gặp mặt và không hề quen biết nhau ngoài đời. Sau vài ngày nói chuyện, đến ngày 2 tháng 8, VA hẹn gặp anh K ở quán cà phê quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau buổi gặp đầu tiên, VA liên tục hẹn gặp anh K đi cà phê với tần suất 2 buổi một tuần. Với vẻ ngoài trẻ trung xinh xắn cùng vẻ hào nhoáng mà cô gái này xây dựng, anh Ca đồng ý cho VA làm quen. Sau thời gian ngắn nói chuyện, VA tỏ tình với anh Ca. Cô ấy khoe nhà mình ở rất cao cấp, có bố làm to. Sau đó nói mình bị bệnh u não, sống được rất ít thời gian nữa. Lúc thì lại nói là đang bị theo dõi, gặp nguy hiểm nên cần ở bên tôi để bảo vệ che chở. Anh Ca nói, ngày 15 tháng 8, VA nói, hôm sau cô sẽ bay sang Úc, nên qua nhà anh Ca ở nhờ để hôm sau bay sớm. Đến hôm nay, người này lấy lý do là bố mình bị uy hiếp, mình cũng đang bị uy hiếp nên không thể lấy hộ chiếu để bay được. Với lý do này, VA ở luôn tại nhà anh K. Vì mới quen và chưa biết gì về nhau nên thực chất tôi không muốn cho VA ở nhà mình. Tuy nhiên vì cô ấy nói là nhà mình đang cho bà cô ở nhờ, cô ấy và bố thì đang bị uy hiếp nên tôi phải đành. Anh K chia sẻ, quá trình ở với nhau, VA theo dõi và rất để ý đến tài chính, kinh tế của bạn trai. Những tài sản anh K đang sở hữu, VA đều biết và đều có thể ước tính được. Cô ấy rất hay nói rằng anh có khoảng 10 tỷ. Sau đó cô ấy cứ nói tôi bị bệnh tâm lý rồi mua thuốc, nói là thuốc bổ não để tôi uống. Tôi không uống vì không biết thuốc gì, thì cô ấy giận dỗi khó chịu. Nạn nhân nói thêm, trong quá trình quen nhau, VA thường xuyên nhắc vấn đề kết hôn và nói muốn có con với anh ta. Theo anh ta, thực chất người này làm vậy để lấy lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản. Trong hơn một tháng quen nhau, nạn nhân cho biết anh đã mất khoảng gần 90 triệu đồng, gồm 50 triệu anh chuyển cho chủ showroom mà VA nói sắp mua ô tô nên cần đặt cọc, tiền mua đồ máy ảnh khoảng hơn 30 triệu. Khi nghi ngờ sự việc, anh kiểm tra túi xách người tình thì không hề thấy giấy tờ tùy thân gì liên quan đến cô, trong túi chỉ có duy nhất một cái thẻ ngân hàng. Khi anh ta hỏi là thẻ của ai thì VA nói là thẻ của nhân viên. Sau quá trình tìm hiểu, anh không cho VA ở cùng nhà nữa thì liên tục bị cô làm phiền đe dọa. Tôi chỉ là một trong số nạn nhân của VA, tôi may mắn hơn người khác là vì mới đang ở mức tiếp cận nên tôi đã phát hiện được, còn những người quá tin tưởng, sau đó bị VA lừa dối, đã phải nhận kết cục bi đát hơn, nạn nhân chia sẻ. Anh ta cho biết mình đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an, tập hợp lại để gửi đơn lên cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 13 tháng 9, một tài khoản Facebook tên NL cũng đăng bài tố cáo VA. Theo đó, năm 2018, VA đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ đắt tiền. Chị L cho biết đám cưới giữa VA với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của VA lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ. Tuy nhiên chị L cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của VA. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp sang trọng để lừa đảo, thuê người đóng giả bố, khoảng 300 người tham dự tiệc đám cưới, người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản. Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị VA lừa khoảng 17 tỷ đồng. Chị L cho biết thời điểm trên chị không tố cáo VA vì cô gái này nói có thai. Tuy nhiên thời gian gần đây chị L phát hiện VA tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận, Bắc Ninh với số tiền hàng trăm tỷ nên chị quyết định lên tiếng. Chị đang tập hợp những nạn nhân từng bị VA lừa để gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Hiện có gần 40 người liên hệ với chị về việc từng là nạn nhân trong những chiêu trò của cô gái này. Vạch mặt siêu lừa đảo tình tiền hơn 100 nạn nhân bị lừa trăm tỷ, thủ đoạn kịch tính hơn phim. Thông tin về sự việc lừa đảo tình tiền được các nạn nhân chia sẻ đang nhận về nhiều sự quan tâm từ dư luận. Khi tình tiết không khác gì một bộ phim, cô gái có tên VA bị tố lừa đảo rất nhiều người, mới đây nhất là anh NK bị lừa gần 90 triệu đồng sau hơn một tháng quen biết hẹn hò. Theo thông tin được anh NK cung cấp, anh và chị VA quen nhau qua mạng. Ở thời điểm quen biết, chị VA không sử dụng tên thật, mà lấy tên là Tina, DTN, chủ động tiếp cận và làm quen. Sau khi hẹn hò gặp gỡ, ăn uống khoảng một tháng, thì vở kịch bắt đầu. Vào ngày 8 tháng 8, chị VA còn nói rằng bố sắp từ Úc về Việt Nam, hẹn đi đánh gốp nên muốn giới thiệu ra mắt bạn trai về bố. Tuy nhiên đến ngày 12 tháng 8, cô gái đóng kịch, gây chuyện để giận dỗi nhằm viện cớ không thể sắp xếp được cuộc hẹn với bố ruột. Như một kịch bản đã được sắp đặt, ngày 13 tháng 8 có một tài khoản Zalo nhận là bố của VA nhắn cho anh K hỏi thăm về chuyện tình cảm của cả hai.
đứng ra giảng hòa cho cặp đôi đang giận nhau, sau đó là nhiều cuộc hẹn lên lịch rồi hủy với cùng một chiêu là giận dỗi không thể gặp mặt. Anh Cao cho biết đây là chiêu nhằm thao túng tâm lý từ phía bạn nữ. Cao trào của câu chuyện này còn được đẩy lên khi người bố tự xưng dựng vở kịch con gái bị bắt cóc. Anh NK tin tưởng và đi tìm bạn gái. Đến 2 giờ sáng thì nhận được hình vali tiền chuộc và thông báo đã giải quyết xong. Ngày 16 tháng 8, VA liên tục hẹn anh NK đi cà phê và tặng quà. Sau đó khóc lóc thông báo bị u não, không biết còn sống được bao lâu. Điều này đánh vào lòng thương người của anh K. Cùng với đó là câu chuyện bị giúp việc của cô ruột kiếm chuyện, thậm chí uy hiếp tính mạng. Nên anh K quyết định đưa chị VA về nhà sống để bảo vệ và che chở. Mọi thứ trở nên áp lực với anh Ca khi bị thao túng tâm lý bằng nhiều cách, thậm chí còn thúc giục uống một lọ thuốc được cho là bổ não, nhưng anh nhất quyết không uống. Cùng với đó, cô bạn gái còn liên tục ép anh Ca chụp ảnh tình cảm đăng Facebook để mọi người thấy cảnh hạnh phúc. Sau một tuần chung sống, anh Ca bắt đầu nghi ngờ và phát hiện một thẻ ngân hàng tên VA. Sau một hồi đôi co và phát hiện mọi thứ, anh Ca đã đuổi chị VA ra ngoài thì bị uy hiếp bằng những câu như anh nghĩ chia tay tôi dễ thế ư, đừng nghĩ như vậy, không dễ đâu. Trong quá trình quen biết, chị VA nhiều lần sử dụng thẻ của anh Ca để mua quần áo hết hàng chục triệu đồng. Thậm chí cô gái này còn tinh vi đến mức biết được khoản tiền nào có thể bị khép vào tội lừa đảo để có định mức cụ thể. Tổng số tiền mà anh Ca mất sau cuộc thi này là 89 triệu đồng, gồm 60 triệu tiền cọc xe, 20 triệu hao hụt máy ảnh, 9 triệu mua đồ, còn các khoản ăn uống đi chơi thì không tính tới. Chia sẻ về câu chuyện này, anh Ca cho biết trong thời gian quen biết với VA đã hơi nghi ngờ nên không giao ra thẻ, chung cư, mật khẩu trong và ngoài, nên bạn đó đi đâu đều phải nhờ mở cửa hoặc bạn bè đến nhà phải có sự đồng ý. Mỗi khi mình nghi ngờ, bạn đó sẽ dùng các chiêu thao túng tâm lý như khóc lóc, kể chuyện bị bệnh, thăm dò mình có tình cảm không, giận dỗi ghen tuông để làm đầu óc mình mất bình tĩnh. Thêm lọ thuốc bổ não bạn đem qua nhà, mỗi sáng đều thúc mình uống. Có những lần bạn ấy kêu muốn đi Úc thì đều tạo tình huống để hủy. Mình có hỏi sao không kêu người nhà gửi passport qua, anh trở ra sân bay đi luôn, thì dựng chuyện đang nguy hiểm vì ba làm chính trị. Sau 4 ngày mình phát hiện ra thì đổi kịch bản thành thử lòng và chuyển tiếp là không còn nguy hiểm gì nữa. Lúc này mình ra ngoài gặp bạn nhờ trợ giúp tìm kiếm thông tin bạn này thì biết là lừa đảo nên đuổi bạn ra ngoài. Anh Ca chia sẻ. Anh cho biết đã tham khảo việc báo cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề, tuy nhiên tình tiết vụ việc không đủ để kết luận hình sự. Sau khi câu chuyện bị thao túng tâm lý, lừa tình lừa tiền, được anh Ca chia sẻ, nhiều người cũng lên tiếng cho biết từng bị cô gái này lừa đảo. Theo đó, cô gái này sử dụng chiêu thức lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, làm giấy tờ tùy thân giả, dựng nên vẻ ngoài kiêu sa sang chảnh để tiếp cận nạn nhân. Chị AT, một nạn nhân chia sẻ trên trang cá nhân cho biết bị lừa 80 triệu và treo thưởng 50 triệu cho ai tìm được địa chỉ cô gái này. Thậm chí có một hội nhóm được lập ra gồm những nạn nhân bị cô gái này lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau. Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ dư luận. Vụ cú lừa thế kỷ, thêm một người lên tiếng tố bị lừa 1 tỷ rưỡi. Liên quan đến vụ cô gái tên VA 27 tuổi quê Lạng Giang, Bắc Giang bị tố cáo lừa đảo, một người đàn ông tên HN 38 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ về việc bị VA lừa khoảng 1 tỷ rưỡi. Theo anh N, ngày 14 tháng 2, VA chủ động làm quen với anh, tự xưng là người làm trong nhà nước có quyền hạn cao. Sau đó VA vẽ ra nhiều câu chuyện không có thật để chiếm đoạt lòng tin của anh N và lừa tiền. Trong đơn tố cáo, anh N cho biết VA sử dụng các thủ đoạn giả mạo tổ chức sự kiện, mượn tiền để xoay sở công ty đang kinh doanh, mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn trả nợ. Anh N tố cáo anh đã bị VA lừa 1 tỷ rưỡi. Sau đó anh gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng, trong đó có công an tỉnh Bắc Giang. Đại diện công an tỉnh Bắc Giang xác nhận đơn vị này có nhận được đơn trình báo của anh N tố cáo việc bị VA lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên vị này cho biết sau khi tìm hiểu, công an tỉnh Bắc Giang xác định việc anh N chuyển tiền cho VA diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, không thuộc thẩm quyền giải quyết của công an tỉnh Bắc Giang. Vì vậy, công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh N gửi đơn đến công an tỉnh Bình Thuận và công an thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo quy định. Anh N cũng xác nhận về tình tiết này và cho biết hiện công an thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh. Trước đó, như đã đưa tin, mạng xã hội xuất hiện bài đăng do chị NL chia sẻ, tố cáo việc cô gái tên VA lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn chiêu trò tinh vi. Chị này tố cáo năm 2018, VA đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang hào nhoáng để hẹn hò qua lại với em chồng chị. Cô gái 27 tuổi nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ đắt tiền. Đổi lại, cô gái thường xuyên vay tiền của gia đình chị, từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Trong bài tố cáo, chị L cho hay có lần chồng của chị được VA rủ huy động cả chục tỷ để đầu tư bất động sản. Chị cho biết đám cưới giữa VA với em chồng chị rất xa xỉ diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ. Tuy nhiên chị L cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của VA. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng để làm màu.
thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản. Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị VA lừa khoảng 17 tỷ. Chị L cho biết thời điểm trên chị không tố cáo VA vì cô gái nói là đang có thai. Tuy nhiên gần đây chị L phát hiện VA tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận với số tiền hàng trăm tỷ đồng nên chị lên tiếng. Câu chuyện của chị L sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, dù chưa rõ thực hư nhưng đã có lượng quan tâm chia sẻ chóng mặt, dư luận xôn xao. Nếu câu chuyện lừa đảo này có thật thì cô gái tên VA quả là một chuyên gia lừa đảo siêu cấp.